Cơ sở Đầu Gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng ngày 15 tháng 11 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị, chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc kệ TV. Đây là kệ mõ, lồi giữa. Thì chiếc kệ này là có kích thước là 2m4 và chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ hương đá để làm nên chiếc kệ này. Thì chúng tôi hôm nay đã hoàn thiện xong rồi cho anh khách hàng ở tại Ba Vì, Hà Nội. Thì trước khi bàn giao cho anh thì tôi có quay lại một video clip để làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến khách hàng. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc kệ đây. Thì là chiếc kệ bao gồm có 8 cánh và 2 ngăn kéo. Và những cánh thì được đục chạm tứ quý, tùng trúc, cúc mai, hoa nở 4 mùa. Kết hợp giữa là sen tò. Chất liệu gỗ hương đá đây quý vị thấy là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên, rất là đẹp. Vân gỗ hương đá hoàn toàn tự nhiên. Đây, mặt rất là vân. Gỗ thì chúng tôi được chọn rất là đẹp. Những cái đường nét đục chạm khá sắc nét. Đó, quý vị thấy được có 2 ngăn kéo và 4 cánh. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng ở Đầu Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 50 0806 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang trong quá trình xếp một chiếc sập ngồi và một chiếc sập thờ đi Hà Nội đây. Đây là chiếc dạ tiền của chiếc sập mà gỗ gụ cổ liền. Rất là đẹp, vân gỗ gụ đây. Đó, vân gỗ gụ. Còn trên này là vân gỗ hương đá quý vị nhé. Đây, vân gỗ này. Vân gỗ nó khác nhau hoàn toàn và cũng như là màu sắc. Rất cảm ơn là mọi người đã dành chút thời gian xem hết video clip nhé. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của sản phẩm này dưới phần mô tả video, dẫn đến website đồ gỗ tùng 8.com để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh sản phẩm. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những clip khác.